Vâng, xin chào quý vị bạn trở lại với channel của mình Và như trong video trước mà mình đã làm về Honda CRV phiên bản cao cấp nhất Phiên bản L thì hôm nay ở cạnh mình đây Nó là phiên bản có thể nói theo định hướng của mình Đây là phiên bản Honda CRV đáng mua Và đáng là chúng ta cân nhắc khi xuống tiền lựa chọn phiên bản CRV Phiên bản G là phiên bản gọi là mức tầm trung trong ba phiên bản L, G và E. Thì phiên bản E được Honda Việt Nam thông tin là sẽ về tay quý khách hàng trong khoảng quý 4 năm 2020 và hiện tại thì chúng ta chỉ bày bán phiên bản G và L. Thì hai mức xe, hai mẫu xe chúng ta có mức tranh lệch giá là 70 triệu đồng. À với phiên bản G chúng ta được niêm yết với mức giá là 1 tỷ 048 triệu đồng và phiên bản L chúng ta sẽ là 1 tỷ 118 triệu đồng. À với mức tranh lệch khoảng gần 70 triệu đồng và suýt soát 100 triệu khi chúng ta ra biển. Hai mẫu xe có cái mức tranh lệch không quá nhiều về option và cũng như là mình theo cái kinh nghiệm bán hàng hay uh, tư vấn sản phẩm thì uh, cái những cái option này thì sẽ phù hợp với từng đối tượng khách hàng khác nhau. Điểm nhanh qua về Honda CRV phiên bản G thì uh, so với phiên bản nhập khẩu, mẫu xe này vẫn giữ cái đèn sương mù là hệ thống đèn sương mù thiết kế dạng hình tròn, không uh, giống như trên phiên bản L chúng ta sẽ có một thanh LED dài đèn này thì vẫn là đèn LED đấy nó nâng cấp hơn so với phiên bản nhập khẩu tuy nhiên thì nó là một điểm để chúng ta nhận biết giữa hai phiên bản trong cái Honda CV lắp ráp này còn về cụ thể tổng quan thì hai chiếc xe không có khá nhiều khác biệt về ngoại thất nội thất chúng ta có thể nhận nhanh qua cửa sổ trời đèn sương mù hay cảm biến lùi phía sau giống như ở trên xe nhập khẩu. Còn à, vì sao Honda CRV G chúng ta lại đáng để cân nhắc khi trên phiên bản này chúng ta giữ được đầy đủ những cái tính năng an toàn như Honda Sensing, Honda lên Đấy, Thiếu một số hệ thống điện như là cửa sổ trời hay là đá cốp rảnh tay. À, vì sao nói Honda CRV G chúng ta nên mua thay vì chúng ta cố hơn hơn 100 triệu thì nó mua bản L thì ngay ở trên khoang nội thất và trong vô lăng chúng ta có thể thấy ngay Honda Sensing với các tính năng điều khiển tắt bật chúng ta vẫn được trang bị ở trên phiên bản G cũng như là Honda lên Walk đấy. Camera thu ở phía bên phụ giúp chúng ta hạn chế được khá nhiều điểm mù trên xe. Kiểm soát hành trình cũng như là lệch làn đường thì vẫn được trang bị ở trên Honda CRV G. Chỉ duy nhất là chúng ta có một cái gương chiếu hậu. Uh, nó thứ nhất nó hơi bé, thứ hai là nó không phải là gương chiếu hậu chống chói tự động và cũng như là chúng ta phải chỉnh tay. Nó là hơi thô cho một chiếc xe tiền tỷ hiện nay. Tuy nhiên thì uh, mình nghĩ CVG vẫn đang là lựa chọn tốt nhất trong cái thời điểm quý khách hàng đang có nhu cầu mua xe từ giờ đến khoảng Quý 4 năm 2020. Mình nghĩ nó là tùy nhu cầu của từng khách hàng và có những khách hàng muốn cân đối cái mức tiền bỏ ra khi mua Honda CV thì phiên bản G chúng ta lăn bánh ở thị trường tỉnh sẽ dao động vào khoảng 1 tỷ 110 đến 1 tỷ 120 triệu tùy theo thời điểm khuyến mại hay là quý khách hàng có mua bảo hiểm thân vỏ hay không, có vay trả góp hay không. Và cái mức trả góp tối thiểu cho mẫu xe này chúng ta sẽ dao động vào khoảng từ 270 đến 300 triệu đồng là mức tiền tối thiểu quý khách hàng bỏ ra để chiếc xe lăn bánh và chúng ta vay trả góp với ngân hàng hiện nay cụ thể về giá bán chương trình khuyến mại cũng như là đánh giá sản phẩm review so sánh thì quý hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với mình có like đang đi kèm trên video xin cảm ơn và hẹn gặp lại